quay trở lại với Dược liệu Bạch Linh. Đừng quên nhấn đăng ký kênh của Thanh Bình ở bên dưới màn hình để xem thêm những vị thuốc bổ ích cho sức khỏe nhé. Nguồn dược liệu quanh ta rất đa dạng và phong phú, không chỉ là các bộ phận của thực vật bạn từng biết, mà ngay cả phần nấm ký sinh, hoại sinh cũng được tận dụng triệt để dùng làm thuốc chữa bệnh. Ở video này, Thảo Dược Thanh Bình xin được nhắc đến một loại nấm thần kỳ và đặc biệt, đó là Bạch Linh. Bạch Linh hay còn được gọi là Phục Linh, thuộc họ nấm lỗ. Chúng là một loại nấm mọc hoại sinh trên rễ cây thông. Bạch Linh hỗ trợ điều trị phù thủng, tiểu khó, giúp lợi tiểu, hỗ trợ điều trị viêm tiết niệu, viêm màng quang, nước tiểu vàng. Bạch Linh tốt cho hệ tiêu hóa, làm giảm chứng đầy bụng, hỗ trợ điều trị tiêu chảy, cải thiện chứng kén ăn, giúp hấp thu chất dinh dưỡng rất tốt. Bạch Linh giúp phục hồi cơ thể sau ốm, dùng như thuốc bổ, tác dụng an thần. Bạch Linh hỗ trợ điều trị chứng khó ngủ, mất ngủ. Ngoài ra, Bạch Linh còn giúp bảo vệ tim mạch, ngăn ngừa chứng yếu tim hay nhịp tim nhanh. Cách sử dụng Bạch Linh hiệu quả: bài thuốc trị chứng phù, tiểu ít: 10g Bạch Linh, 10g tam bạch bì, 5g mộc thông, đem tất cả rửa sạch rồi sắc cùng với 600ml nước. Khi sôi thì đun nhỏ lửa đến khi cạn, còn 200ml nước thì chắc lấy nước uống. Chia làm 3 lần uống trong ngày, nên sử dụng 3 ngày mỗi thang như thế. Lưu ý, không dùng giấm trong khi sử dụng Bạch Linh và không dùng cho người tiểu nhiều lần. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm cách sử dụng của Bạch Linh và một số thảo dược khác tốt cho sức khỏe tại website của Thảo Dược Thanh Bình. Thảo Dược Thanh Bình tự hào là địa chỉ bán Bạch Linh tại thành phố Hồ Chí Minh, uy tín chất lượng nhất, là đơn vị chuyên cung cấp thảo dược sạch luôn được khách hàng tin cậy. Hãy liên hệ ngay tới hotline của công ty để được tư vấn miễn phí, nhận ưu đãi và mang lại cho người thân của bạn những sản phẩm tốt nhất. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hãy like và nhấn đăng ký ngay bên dưới màn hình nhé.